xin gửi lời chào và chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại biểu, quý khách hàng, quý đối tác đã đến dự buổi lễ trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng trong chương trình sống vui lễ biết xịn trúng CV 300 đầu. Em xin đại diện cửa hàng Honda Đức 10 cảm ơn gia đình đã đến cửa hàng để ủng hộ để mua xe và chúc mừng gia đình mình đã trúng được chiếc CB 300R. Thì hiện tại chị cho em hỏi là khi mà mình cảm giác mình mua xe và mình được trúng xe tại cửa hàng Hồng Đức á, thì mình có cảm nghĩ như thế nào chị? Nói chung là khi xuống tới cửa hàng thì nhân viên phục vụ hướng dẫn rất là tận tình, vui vẻ, cho tới khi mà trúng thưởng ra mà cửa hàng giao về tận nhà cũng rất là nhiệt tình, chu đáo. Nói chung là chỉ vui mừng thôi, chứ biết nói gì vậy. Từ trước tới giờ cũng có nghe vấn đề mà rút thăm trúng thưởng vấn đề xe này cũng nhiều. Nhưng mà chú nghe thôi chứ chưa thấy. Nhưng hôm nay là được gia đình được trúng thưởng chiếc xe như vậy thì nói chung cái thứ nhất là bản thân của chú là rất cái tin tưởng. Và cái thứ hai nữa là cái cũng mừng cho con cháu nó có chiếc xe đời mới như thế này để nó chạy với người ta. Nói chung là cửa hàng rất là nhiệt tình, tôi rất là hài lòng với cái cách phục vụ của cửa hàng. Nếu mà có nhu cầu mua xe nữa thì tôi sẽ sẵn sàng giới thiệu xuống cửa hàng. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.